dưới Mỹ Sơn á, người ta có lễ hội xoài á, nhìn đẹp lắm luôn á. Không có đi hay vậy? Dạ, hướng dẫn nghỉ hè đó ha. Dạ, hướng dẫn cho đi. Cái nhà quận trước đi vô coi cho biết nha. Dạ. Người ta làm từ sồi nha. Bên đây cũng hết điện. Nhìn bên đây cũng có sồi luôn. Sồi ở trong nữa. Mấy trăm trái sồi luôn. Lỗi sồi rồi còn mấy nhãn thì đúng cái lỗi lỗi sồi đẹp ha. Mưa sồi đồ ăn đây tùm lum cái biết cái bì à? Dán được luôn, dán luôn đẹp ha. Dạ. Thì ổi chấm ớt mà. Có vỏ bằng quỳnh nữa nè. Cái này chắc là mức xoài đó. Là tại uống ngon á là giải thích từ sáng tới chiều được phải không? Mình dùng miễn phí luôn. Ngon thấy không? Chứ anh là ngon ấy quỳnh. Anh chấm hầm không là giải thích. Chua chua không? Không muốn ăn không? Nói giờ khác lớn ăn nhỏ xưa đó nha. Không có kêu kêu nội chồng cái này. Được đi rồi thôi mà được ăn miễn phí. Phải có giác tượng ha. Mê cho thấy. Mình ăn mấy ngày mình đi chỗ khác còn nhiều chỗ nữa. Mất hồi rồi vậy anh. Là mắng cầu sim, mắng cầu gai á, cái bự, cái bưởi, xanh rau, ổi, đủ thứ hết. Này nè, cái na là mắng cầu gai, mắng cầu ta, cái na là na, cầu gai. Kêu kêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bánh hành có gà thịt có xoài không là trà lá sen, trà lá sen đặc sản của Đồng Tháp. Cái này mứt mận Hòa An, mứt mận của Đồng Tháp. Nông sản của xã An Bình, nguyên nước nè. Qua, cũng biết này chị không? Chị dưa hấu non á. Dưa hấu non, đậu bắp, dưa leo, dưa đào đủ thứ. Cái dưa hấu non là mình nấu canh hay là mình kho ăn nấu qua? Hạt sen là chị nói là con cò ốc. Con cò ốc. Ủa cái này là trong vòng. Thấy nó quay kìa. Chị nói là mô hình kìa. Chiếc xuồng đó nè. Ừ, cái tâm. Người ta làm từ cái que tim á. Cà na đó nè. Cà na luôn. Không biết sao. Con cái này còn lồng, còn cái này viên cao quá. Phải gọi nông, thì mượn nông rồi kìa. Mình bán đồ Việt Nam luôn chị Quy. Dạ. Gian hàng trưng bày nông sản xã Mỹ Thọ. Lắm nữa kìa. Tài với nó. Con gà đang ăn chút. Trứng gà nè. Đây là cái mít con gà trống. Cái đầu của con gà trống là một cái khớp. Đang tạp. Cái khớp. Con rồng này từ cái gốc kia hay sao? Từ cái gốc nhựa, sao nhựa chị? Cái từ gì mà hay quá ha. Một con khủng hả? Con siêu con nhỏ, con nó chơi chơi. Mận người. Con cái dừa của xã Tân Hội Chung. Rồi đu đủ thôi chứ đu đủ thì to. Mình là trái cà na, trái sơn ghi. Còn đây là trái vú sữa. Gắn thêm cái hộp nhãn làm con mắt. Trái vú sữa. Vú sữa hay măng cụt. Cứng hơn cái chấp trái vú sữa tím hơn. Hai con mắt bằng hai cái hộp nhãn. Con cụt hình như chất nhỏ. Gà, gạo, gạo mầm, kim xuyến. Gà, gạo, kim xuyến, hai thứ. Cái này nó là cái đó.
Quán cơ thô là nước mắm làm từ ủ từ cá đồng mà. Ở cà na nè Quy. Cà na Thái. Cà na nó to. Thấy ham thấy không? Dạ. Xã Xuân Thịnh cả. Mình để vô cái tấm điện rồi. Đưa ba cái kìa. Có chữ phải không? Rồi, có chữ. Nhà nhìn thấy ngon quá rồi. Dạ. Con gồng với con khủng cho Quy. Làm khó lắm. Lâu luôn. Làm cho bông cúc dưới ớt. Con trần bên kia. Bác trình đẹp không? Dạ. Sao cá chua nè Quy. Không biết ăn ngọt. Chính nó ngọt sống qua chua lắm. Quy có một thúng cát là lạc Quy. Đây là đặc sản của Đồng Tháp. Trời này ngon, ngọt ngon lắm á. Thấy ngọt mà nó thơm. Đi chơi vô không Quy? Đi về đi ha, nãy giờ đi được rồi ha, về. Thăm Hải. Khách Út hả? Ừ, cái Út to cái kia có bán nước cà má gì vậy? Mua chỗ Út. Cái gói tiếp như thế này, mình chỉ cần đổ vô mình pha với nước thôi, mình đánh lên như thế này là nó hoàn toàn. Đúng rồi, nước lọc bình thường thôi, không cần phải nước nóng. Tại vì đối với rau á, đối với rau thì mình chỉ nên là mình không có nên làm nó quá chín. Như vậy là nó sẽ bị mất cái chất dinh dưỡng ở trong đó, mất chất xơ. Rồi rau mình luộc mình ăn ở nhà vẫn vậy, mình không có luộc quá chín
nó sẽ bắt cái chất dinh dưỡng. Ở bên em thì sẽ có cái sản phẩm là bột dây rau má và bột rau má. Hôm nay em sẽ pha cho mình uống ba loại ha. Một loại bột dây, một loại bột rau và một loại nữa là bột rau má sen, rau má hạt sen. Rau má hạt sen thì gồm có là thành phần của nó là rau má và hạt sen sấy, mình nghiền sấy lạnh rồi sau đó là mình nghiền thành dạng bột. Cái này là rau má hạt sen, còn đây chính là dây rau má. Dây rau má thì đối với trồng thủy canh thì nó mới có cái dây này, tại vì đối với trồng thổ thì cái phần dây nó sẽ bị da rễ và nó bám đất á, nó thành cái con rau má mới nó sẽ không có cái dây. Còn cái này là nó sẽ có cái dây. Trong cái dây này nếu mà tính về thành phần dinh dưỡng trong dây thì nó sẽ nhiều hơn một xíu, tại vì trong dây nó có cả cái hoa nữa. Có cả cái hoa, trong hoa thì với cái hạt á, nó sẽ có cái vị hơi béo béo và nó cái độ nhẵn của nó sẽ ít hơn so với cái bột rau má bình thường. Cái rau má bình thường mình uống thì cái truyền thống thì nó sẽ có là hơi nhẵn nhẵn á. Thì rau má bình thường thì sẽ nhẵn nhẵn, còn đối với cái dây này á, nó có hoa, có hạt cho nên nó sẽ đỡ nhẵn hơn, dễ uống. Xoài á, mới là xoài sấy khô nó ăn chua chua ngọt ngọt không nha, đúng rồi, là dẻo dẻo mà chua chua ngọt ngọt chứ nó không có ngọt quá. Ủa cái ly cốt như rồi Út để ngoài kia rồi, Út uống hết rồi Út bỏ rồi.